giờ tôi nhật 10 giờ luôn đi. Mình phải giả giá như vậy đó. Hai buổi à? Hai tuần là có một bài kiểm tra. Bây giờ lớp lớp thì học ba buổi. Buổi học thì có chị nói rồi. Buổi học em giờ nào gãy tôi nói xong á, sắp xếp ngày giờ rồi thì giờ cho rồi. Bây giờ sắp này á, mấy anh em này giúp đỡ anh. Anh mới giải cứu được em thoát khỏi thằng đại gia. Hello. Bây giờ anh là hello everybody. My name is Phi Nguyen. Có nói là vậy thôi. Nguyên. Anh nghĩ nó là tiếng Việt. Mọi người nói là tên tôi là Phi Nguyễn. Cái này là kiểu đồ nữ mà mua đen mới. Đây. Anh nói bằng anh bây giờ dạy cái này nha. Phát cái này ra. Lớp này sẽ dạy tiếng Anh. Tôi là mới. Người ta hay gọi tôi là Phi Nguyễn. M.
C to Z. Nhìn từ chữ nha, rồi ghi nhớ nó, mà ghi nhớ nó trong đầu đi, tại cái này là 27 chữ cái của nó nha. Nhớ mà, nhớ bỏ nó. Của tiếng Anh. Rồi, em hỏi
thêm một lần nữa, giúp nhau luôn. Rồi nói chữ thường A, B, C, cái gì? Nói ra, nói lớn luôn. Nói chữ thường luôn. Trong á rồi bắt đầu ghi ở trên góc, ghi trên
không? Rồi y, y qua. Rồi n, n nhỏ. G, L, I, S, H. English. Okay. Okay, good. 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 Muốn viết thường, muốn viết gì? Lúc mà mình viết đẹp á, rồi nó gọi là gì? Viết chữ đẹp. Viết chữ mà nó rất
ready, xong chưa? Okay.
Okay, let's go. Let's Jason, go. P. Everybody, P. P. W. X. 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 X.
Number one. Number one. Muốn nghỉ mệt cho cái ABC thấm vô không? Thôi là học tiếp. Tiếp đi. One. Cái này là số 1. Everybody say it with me. One. 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 Number one. Number one. Thì bây giờ anh sẽ giải cái số number nha. Đây. Number em rồi. This is number. Number one. Cái number cũng không cần tiếp bây giờ đâu. Mà bây giờ mình biết cái số thì tốt. One. Okay. It's two. Number nine. Thank you.
bây giờ anh lời bắt mấy em phát âm trước để ghi nhớ trong đầu, phải không? Đúng không? Đồng ý không? Đúng rồi, hát nhạc người cũng cho anh lên trước đi. Two. 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 Two
number one. Number 10. Okay. Bye. End the part one. Okay, mọi người kìa. Oh. Hey, what's going on, YouTube? YouTube.
Hey, what's up, YouTube? Say what's up, YouTube. Good morning, YouTube. Good morning. Oh, hi. What's up? What's up, YouTube? YouTube. Ah, she just ate lemons. What's up, YouTube? Bye-bye. Okay. Ê, nè, mình mở ra bây giờ mình coi hết nè. Coi nè.